Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 25 tháng 1, lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, lễ kính. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại. Qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Lễ Thánh Phaolô trở lại đã được tìm thấy trong phụng vụ Galien từ thế kỷ thứ 8. Trong Kinh Thánh, Phêrô được xác định là đá tảng của hội thánh, Matthew đoạn 16 câu 18, thì Phaolô được gọi là thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. Thánh Phaolô tông đồ, vị tông đồ cột trụ của giáo hội sơ khai và vẫn còn là tông đồ nòng cốt của giáo hội cho đến cùng. Phaolô là tông đồ không thuộc nhóm 12. Đối với Phaolô, cuộc hoán cải là cả một mầu nhiệm. Vì ngài có một quá khứ thù ghét và bách hại đạo Chúa. Bởi đó, càng nhớ ơn ngài bao nhiêu, chúng ta càng thấy biến cố xoay đổi vị tông đồ cả quan trọng bấy nhiêu. Phaolô tên thật là Saulê, cha mẹ gốc Do Thái, thuộc chi tộc Benjamin. Ngài nói được cả hai thứ tiếng Hy Lạp và Aram. Ngay từ thuở nhỏ đã được dạy dỗ chu đáo và trở thành người biệt phái nghiêm nhặt. Do đó khi thấy một nhóm tôn giáo mới xuất hiện, Saulê đã nhiệt thành tìm cách ngăn chặn. Nhiệt tâm ấy đã dẫn tới việc đổ máu Stefano. Trong ấy Saulê không chỉ chứng kiến mà dường như giữ phần chủ chốt. Nhiệt tâm còn thúc đẩy ngài đi xa hơn trong việc lùng bắt người Công giáo và trên đường Damascus, Phaolô được ơn cải hóa. Chúa thường kêu gọi ngài trở lại. Chúng ta hãy nghe chính thánh nhân thuật lại sự việc. Tôi là người Do Thái, sinh ở Tarso, miền Cilicia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này. Dưới chân ông Gamaliel, tôi đã được giáo dục để giữ luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay, không ngần ngại giết kẻ theo đạo, đã xiềng xích và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như các thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Damascus, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Jerusalem trừng trị. Đang khi tôi đi đường và đến gần Damascus, thì vào khoảng trưa, bỗng có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói: "Saulê, Saulê, sao ngươi bắt bớ ta?" Tôi đáp: "Thưa ngài, ngài là ai?" Người nói: "Ta là Giêsu Nazareth mà ngươi đang bắt bớ." Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe tiếng đấng đang nói với tôi. Tôi nói: "Lạy Chúa, con phải làm gì?" Chúa bảo: "Hãy đứng dậy, đi vào Damascus. Ở đó người ta sẽ nói cho con biết tất cả những gì chỉ định cho con phải làm." Vì ánh sáng chói lòa kia làm tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Damascus. Ở đó có ông Khanania, một người sùng đạo, sống theo lề luật và được mọi người Do Thái ở Damascus chứng nhận là tốt. Ông đến, đứng bên tôi và nói: "Anh Saulê, anh thấy lại đi." Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói: "Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của người. Được thấy đấng công chính và nghe tiếng từ miệng đấng ấy phán ra. Anh sẽ làm chứng nhân cho đấng ấy trước mặt mọi người về những điều anh đã thấy và đã nghe. Vậy bây giờ còn chần chờ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh người." Khi trở về Jerusalem, đang lúc cầu nguyện trong đền thờ, thì tôi xuất thần và thấy Chúa bảo tôi: "Mau lên, hãy rời khỏi Jerusalem gấp, vì chúng sẽ không nhận lời con làm chứng về thầy đâu." Tôi thưa:
Lạy Chúa, chính họ biết rõ con đây đã đến từng hội đường bắt giam và đánh đòn những kẻ tin Chúa. Khi người ta đổ máu ông Stefano, chứng nhân của Chúa, thì chính con cũng có mặt. Con tán thành và giữ áo cho những kẻ giết ông ấy. Chúa bảo tôi, hãy đi, vì thầy sẽ sai con đến với các dân ngoại ở phương xa. Từ đó Sau Lê được gọi là Phaolô, là tông đồ nhiệt thành rao giảng đạo Chúa. Thánh nhân đặc biệt lo đem Chúa đến cho dân ngoại, được nổi tiếng nhất về lòng can đảm, hy sinh, chịu khó vì Chúa. Bất cứ điều gì người ta dám làm thì tôi dám làm. Tôi còn hơn họ nữa, hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt chết. 5 lần tôi bị người Do Thái đánh đòn 40 roi bớt 1, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu. 1 đêm 1 ngày lênh đênh giữa biển khơi, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm trong thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn, nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. Những tường thuật này cho thấy kinh nghiệm trên đường Damas không chỉ dừng lại nơi cuộc hoán cải của Phaolô, mà còn ấn định những tư chất cá nhân trong đức tin và tin mừng của vị tông đồ. Tất cả đều tập chú vào Chúa Giêsu là đấng đã sống lại và vẫn sống trong giáo hội người. Kinh nghiệm Damas còn bao hàm sứ mệnh trao cho Phaolô rao giảng tin mừng cho dân ngoại, một sứ mệnh thiết định tính phổ quát của tin mừng mà có lẽ Phaolô chưa nhận thấy ngay. Ngoài ra, cuộc trở lại của Phaolô còn cho thấy quan niệm về sự kêu gọi và sự chọn lựa do Thiên Chúa thực hiện. Tất cả những lao nhọc khổ sở mà thánh nhân vừa kể đó, Ngài sẵn sàng chấp nhận vì lòng yêu mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói về Ngài: Ngài tìm kiếm nhục nhã xấu hổ do việc rao giảng tin mừng mang tới hơn là tìm kiếm vinh quang. Ngài tìm kiếm sự chết hơn ta tìm kiếm sự sống. Ngài tìm kiếm sự khó nghèo hơn ta tìm của cải. Ngài muốn lao nhọc hơn ta muốn nghỉ ngơi. Dường như Ngài chỉ sợ và chỉ tránh một điều là làm mất lòng Chúa. Cũng vậy, dường như chẳng có gì khiến Ngài ao ước cho bằng làm đẹp lòng Chúa. Thánh nhân viết nhiều thơ kêu gọi các giáo đoàn sống chết trung thành theo Chúa, và chính Ngài đã chịu chết, đổ máu ra làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời giao giảng của Thánh Phaolô tông đồ mà dạy dỗ muôn dân. Hôm nay mừng kỷ niệm ngày thánh nhân trở lại tin theo Đức Kitô. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà tiến đến gần Chúa và trở nên chứng nhân tin mừng. Phaolô một lòng trung kiên, Ngài đã lắng nghe tiếng Chúa, bước theo Giêsu dù đường dài gian nan khốn khó, hy sinh thân mình ra đi theo tiếng Chúa gọi. Phaolô, Phaolô, vâng nghe tiếng Chúa xin được trở lại, xin cho chúng con nên nhân chứng ngược trời. Phaolô, Phaolô, vì lòng ơn Chúa xin chiều từ đạo, xin cho chúng con dù đường chúng gái không ai chi. Cùng Thầy Giêsu thả lưới căng buồm ra khơi, trọn đời sinh vâng nguyện đi giao truyền chân lý.
trái tim trao dâng lòng nhiệt thành tình yêu mến Chúa. Gian nan ngập tràn an tâm theo Chúa chẳng màng. Phaolô Phaolô vâng nghe tiếng Chúa xin được trở lại, xin cho chúng con nên nhân chứng nước trời. Phaolô Phaolô vì lòng của Chúa xin chịu từ đạo, xin cho chúng con dù đường chúng gãi không ngày chi. Phaolô một lòng trung kiên, ngài đã lắng nghe tiếng Chúa, bước theo Giêsu dù đường dài gian nan khốn khó, hy sinh thân mình ra đi theo tiếng Chúa gọi. Phaolô Phaolô vâng nghe tiếng Chúa xin được trở lại, xin cho chúng con nên nhân chứng nước trời. Phaolô Phaolô vì lòng ơn Chúa xin chiêu từ đạo, xin cho chúng con dù đường chúng gãi không ngại chi. Phaolô Phaolô vâng nghe tiếng Chúa xin được trở lại, xin cho chúng con nên nhân chứng nước trời. Phaolô Phaolô vì lòng ơn Chúa xin chiêu từ đạo, xin cho chúng con dù đường chúng gãi không ngại chi.